Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như một thông lệ, khi thị trường bất động sản bắt đầu có tín hiệu phục hồi thì kéo theo đó là những chiêu trò thổi giá, lướt sóng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Giai đoạn đầu năm 2024, với những tín hiệu hồi phục tích cực, thị trường đã tiếp tục bị ám ảnh bởi những chiêu trò này. Song các chuyên gia cho rằng, trong năm 2024 và đặc biệt từ năm 2025, nếu Quốc hội thông qua luật thuế bất động sản thì sẽ không còn chỗ cho thổi giá, lướt sóng. Trong khoảng 15 năm trở lại đây, thị trường bất động sản trải qua nhiều thăng trầm, có giai đoạn phát triển cực thịnh, có giai đoạn lại rơi vào khủng hoảng trầm trọng đang xen nhau trong suốt hành trình phát triển. Nhưng một điểm chung đã tồn tại trong suốt nhiều năm qua, đó là mỗi khi thị trường có tín hiệu phục hồi hoặc ở đâu có thông tin quy hoạch hạ tầng thì làn sóng thổi giá lại trỗi dậy. Mặc dù thực tế đã chứng minh không ít người phải rơi vào cảnh tán gia bại sản sau mỗi lần như thế. Nỗi ám ảnh của thị trường bởi nhiều chiêu trò thổi giá nhằm mục đích lướt sóng lại ùa về vào những tháng đầu năm 2024. Khi giá nhà đất ở một số khu vực, dự án đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội ghi nhận mức tăng đến trên 30% so với thời điểm quý 4 năm 2023. Theo lý giải của đại diện lãnh đạo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, việc tăng giá này là vô căn cứ, có nguy cơ hình thành các cơn sốt ảo gây mất an toàn trước bối cảnh thị trường vẫn đang trong tiến trình phục hồi nhưng phục hồi một cách yếu ớt. Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam Trần Văn Bình cho hay, tăng giá là do quy luật cung cầu, nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá phải tăng lên để đảm bảo sự cân đối. Nhưng với mức tăng chóng mặt như thế, không loại trừ khả năng có dấu hiệu tác động đưa thông tin nhiễu loạn từ nhóm đầu cơ tạo cung cầu ảo để đẩy giá trên thị trường mua đi bán lại. Tuy nhiên, trên thực tế khó có thể xác định và xử lý hành vi đầu cơ thổi giá, vì quyền xác định giá bán là của chủ sở hữu tài sản. Các bên tham gia giao dịch mua bán theo nguyên tắc thuận mua vừa bán. Đi sâu hơn về câu chuyện tăng giá nhà ở thủ đô Hà Nội trong quý 1 năm 2024, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Senland Nguyễn Trung Vũ cho biết, sóng bất động sản không phải là câu chuyện dài hạn mà nó chỉ xảy ra ở một thời điểm nhất định, xảy ra sau thời kỳ thị trường bị đóng băng khi nhà đầu tư bị cuốn vào theo sóng. Nếu giá cứ tăng liên tục sẽ ảnh hưởng xấu cho thị trường, lúc đó cung sẽ không gặp cầu. Câu chuyện nhãn tiền là khủng hoảng thừa dòng sản phẩm cao cấp hiện nay khi không thanh khoản được thị trường cũng sẽ bị đóng băng. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Không phủ nhận trong bối cảnh nguồn cung ách tắc, cá nhân doanh nghiệp, những người đang nắm giữ sản phẩm sẽ có lợi thế trong việc đưa ra giá. Vì người bán đẩy giá bất động sản hay bất kỳ hàng hóa nào khan hiếm trên thị trường là điều không thể tránh khỏi. Song thực tế thì khác với những cuộc khủng hoảng trước đây. Trong đợt này thị trường bất động sản đang bị khủng hoảng thừa, điều mà chưa từng xảy ra trước đó đối với Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là thị trường đã bị triệt tiêu, việc thổi giá lướt sóng, mà nó vẫn âm ỉ cháy. Nhưng có điều giai đoạn này không còn ngon ăn như trước đây nữa, bởi lẽ nền giá nhà, đất đang ở mức quá cao, gấp hơn 20 lần so với thu nhập của nhóm người lao động bình dân. Nên người dân có thu nhập trung bình không đủ lực và cũng không dám gồng mình để bơi theo sóng thị trường. Đồng thời bài học thất bại của lướt sóng trước đây cũng phần nào làm chùn bước những nhà đầu tư ở thời điểm này. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội Nguyễn Thế Điệp phân tích, nhà đầu tư lướt sóng chỉ tập trung vào vị trí, giá bán, thông tin quy hoạch và hầu hết là sử dụng đòn bẩy tài chính, trong khi nhà đầu tư chuyên nghiệp quan tâm nhiều hơn đến độ an toàn về tính pháp lý, tính ổn định lâu dài. Thời điểm này khi giá bất động sản đã ở ngưỡng cao, nên đầu tư ngắn hạn có sử dụng đòn bẩy tài chính không phù hợp nữa. Những nhà đầu tư có thực lực chuyển sang dài hạn, điều này đang góp phần làm giảm bớt nhóm đầu tư lướt sóng. Được biết, thời gian gần đây, chính phủ và các bộ, ngành đang rất quyết liệt trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo ra hành lang pháp lý phục vụ hiệu quả hơn trong quá trình vận hành của thị trường bất động sản, bảo đảm phát triển minh bạch, bền vững mà theo kinh nghiệm từ những nước phát triển là phải xây dựng được hệ thống luật về thuế bất động sản. Trên thực tế, trong suốt 15 năm qua, trên thị trường đất đai đã thực thi luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tổng kết thực hiện cho thấy, luật đã giúp khắc phục sự thiếu công bằng, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khuyến khích đầu tư, sử dụng đất tiết kiệm, động viên sự đóng góp hợp lý của người sử dụng đất vượt hạn mức vào ngân sách nhà nước. Còn đối với thị trường bất động sản trong bối cảnh hiện nay, khi trải qua hơn 20 năm phát triển, đã nảy sinh nhiều bất cập, tiêu cực do tình trạng đầu cơ, lướt sóng, đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng có thể khẳng định đây chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh, chứ không phải đại diện cho toàn thị trường. Vì vậy, nhằm đảm bảo công bằng và xử lý triệt để tình trạng lợi dụng chính sách về đất đai để đầu cơ, trục lợi, Bộ Tài chính đã đề xuất xây dựng dự án luật thuế bất động sản vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2024 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 tháng 5 năm 2025. Giáo sư Đặng Hùng Võ đánh giá,
Ở những quốc gia phát triển, họ đã sử dụng thuế bất động sản là công cụ để làm lành mạnh hóa thị trường từ rất lâu rồi, nhằm xây dựng một mặt bằng giá phù hợp, tránh bị đầu cơ. Vì vậy, tôi cho rằng việc xây dựng dự án luật thuế bất động sản là hoàn toàn đúng và cần sớm đưa vào triển khai trong thực tế, bởi nó sẽ ngay lập tức ngăn chặn được tình trạng đầu cơ nhà đất, giá bán sẽ phù hợp với tầng lớp bình dân. Không ít chuyên gia đều thống nhất quan điểm về việc sử dụng công cụ thuế để điều tiết và bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản. Nhưng để xây dựng, hoàn thiện một dự án luật vẫn cần có thời gian. Vì vậy, trong trước mắt chính phủ, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho các chủ thể tham gia thị trường, tập trung phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối nhằm mở thêm nguồn cung trong bối cảnh đất đai ở đô thị ngày càng hạn hẹp, đồng thời nỗ lực để nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ để phục vụ nhu cầu của đại bộ phận người dân. Bạn thấy đánh giá trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Chia sẻ tại diễn đàn khơi thông nguồn cung bất động sản phía Nam, xu hướng đầu tư do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp VCCI tổ chức, tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính nhấn mạnh, dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại bất động sản. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Theo tiến sĩ Đinh Thế Hiển, hiện dòng tiền vào thị trường bất động sản nhìn chung vẫn còn khó khăn, ít nhất là trong quý 1 và quý 2 năm nay. Một số doanh nghiệp địa ốc vẫn khó tiếp cận vốn vay ngân hàng, nhiều nhóm nhà đầu tư cá nhân đang vất vả với các khoản vay ngân hàng trước đó, khó khăn dòng tiền nên hạn chế tiêu dùng. Dẫu vậy, trong đầu năm 2024, kinh tế sản xuất đã phục hồi, các khoản đầu tư đều có dấu hiệu tăng trưởng. Điểm sáng là vốn đầu tư nước ngoài FDI tăng cao nhất trong 5 năm qua. Đồng thời, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi cục bộ, xuất phát từ động thái từ các nhà đầu tư trung hạn, riêng các nhà đầu tư lướt sóng không xuống tiền ở giai đoạn này. Kinh tế đã tốt lên, hy vọng trong quý 3 và quý 4 năm nay, dòng tiền vào thị trường bất động sản sẽ tăng, tiến sĩ Hiển nhấn mạnh. Vị này cho rằng, thời điểm nên đặt cược vào thị trường và bất động sản là từ quý 3 năm 2024 trở đi. Từ thời điểm này, sự phục hồi của thị trường bất động sản sẽ rõ nét. Các quỹ đầu tư bắt đầu quan tâm đến các công ty bất động sản. Hiện tại, dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại thị trường bất động sản. Điểm giải ngân của các nhà đầu tư này sẽ mạnh nhất từ quý 3 và quý 4 năm 2024. Đồng thời, giải ngân đầu tư công cũng sẽ tăng tốc từ quý 3 năm nay trở đi, ông Hiển nhấn mạnh. Vị chuyên gia này cũng chỉ ra thanh khoản thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận sẽ phục hồi sớm nhất trong năm, trong đó bất động sản sử dụng thực khai thác dòng tiền sẽ bật dậy trước tiên. Đất nền ở các tỉnh lân cận mua chờ giá tăng sẽ chưa phục hồi trong năm 2024. Về hạ tầng, tiến sĩ Đinh Thế Hiển phân tích, loạt hạ tầng quy mô đang được đầu tư như vành đai 3, các tuyến cao tốc là động lực kết nối rất lớn, giúp thị trường bất động sản có đà phục hồi trong giai đoạn tới. Trong đó phía tây một số khu vực như Bến Lức, Cần Duộc, Long An, phía đông có Long Thành, Nhân Trạch, Đồng Nai, Phú Mỹ, Châu Đức và Rịa Vũng Tàu sẽ được hưởng lợi từ động lực hạ tầng này. Hiện tại ở một số địa phương thanh khoản thị trường bất động sản đã tốt lên rõ nét so với thời điểm năm 2023. Tuy nhiên theo ông Hiển, thị trường vẫn tồn tại nhóm nhà đầu tư cá nhân còn chùng tay do chưa yên tâm về sự phục hồi của bất động sản cũng như nền kinh tế. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, thị trường bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.